Thưa quý vị, lợi dụng việc giãn cách xã hội, nguồn sản phẩm nhập khẩu bị đứt gãy, hiện không ít cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trong nước tung ra nhiều chiêu thức gian lận nhằm thu lợi bất chính. Ghi nhận vấn đề này tại An Giang. Gần 500 bao phân bón tại đây vừa bị ngành chức năng An Giang phát hiện với hàng loạt vi phạm như tên sản phẩm không đúng quyết định lưu hành, thông tin ghi trên bao bì chưa đúng sự thật. Mặc dù trên bao bì sản phẩm phân bón này ghi khá rõ dòng chữ Kali Plus 81%, tuy nhiên bên dưới thì tỷ lệ nó chỉ có 30%. Đây là một trong những hành vi dễ gây nhầm lẫn cho người mua. Tên sản phẩm thì chỉ dẫn địa lý so với cái quyết định công nhận lưu hành thì không đúng. Cụ thể như là Docan theo cái quyết định lưu hành của cái ngành chức năng, nhưng mà trên bao bì lại ghi là Cali Canada. Điều này gây cái sự ngộ nhận cho người nông dân. Từ đầu năm đến nay, ngành chức năng An Giang phát hiện hơn 100 vụ vi phạm về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, chiếm nhiều nhất vẫn là mặt hàng phân bón. Đại tá Đinh Văn Nơi cho biết, Công an tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tăng cường kiểm tra xử lý vấn nạn này. Những cái trường hợp mà làm hàng gian, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì bà con và nhân dân chúng ta mà phát hiện đó thì cứ là báo thẳng về cái số điện thoại của Công an tỉnh hoặc số điện thoại đường dây nóng của tôi đã công bố để là chúng tôi chỉ đạo các lực lượng chức năng vào là kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để tránh rủi ro, bà con nông dân nên tìm mua các sản phẩm vật tư nông nghiệp có hóa đơn chứng từ rõ ràng, đặc biệt không sử dụng hàng hóa trôi nổi. Đây cũng là cách tốt nhất để ngăn chặn, đẩy lùi và sớm chấm dứt tình trạng bát nháo đối với thị trường vật tư nông nghiệp.